Cho dù là trong cuộc sống hay trong tình yêu, những lời nói dối bao giờ cũng đem lại những tác hại. Một lời nói dối có thể giết chết một tình bạn, một tình yêu và gây ra sự thù hận. Chúng ta hãy cùng điểm qua những tác hại của nó, đúc rút những kinh nghiệm để không bao giờ mắc phải. 1. Nói dối gây hại cho bản thân. Nói dối khiến bạn phải mệt mỏi vì luôn phải nhớ những điều mình đã nói. Nghiên cứu cho thấy rằng một người nói dối thường xuyên sẽ có thể mắc căn bệnh trầm cảm. 2. Nói dối khiến đối phương mất lòng tin. Nếu bạn thường xuyên nói dối thì người kia sẽ không còn tin bạn và luôn nghi ngờ. Đây là lỗi lầm tối kỵ mà nhiều người mắc phải để rồi tự tay giết chết tình yêu của mình. Cho dù là người đó có yêu bạn nhiều đi chăng nữa, tình yêu này cũng sẽ không thể vững bền qua năm tháng. Của cải vật chất có thể tìm lại được, nhưng một khi niềm tin đã mất thì không thể lấy lại được. 3. Nói dối gây rạn nứt mối quan hệ. Tình yêu là tình cảm thiêng liêng và nó được gắn kết bởi niềm tin. Nhưng những lời nói dối đã lấy đi niềm tin đó. Vậy thì tình yêu này còn có thể tồn tại được không? Câu trả lời chắc chắn là không. 4. Nói dối là nói không với tình yêu đích thực. Trong cuộc sống, mỗi câu chuyện, mỗi sự việc đều có thể được trôi vào dĩ vãng. Nhưng những cảm xúc mà nó để lại thì sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí. Một người thường xuyên nói dối sẽ để lại trong tâm trí của đối phương những cảm xúc tiêu cực khi nghĩ về người đó, cho dù họ có bỏ qua những lỗi lầm của người kia. 5. Nói dối là xúc phạm. Khi bạn nói dối, có nghĩa là bạn đang xúc phạm đến lòng tin của người kia dành cho mình. Tốt nhất là nên nói thật để cùng nhau giải quyết vấn đề hoặc được tin tưởng và tha thứ. 6. Nói dối làm tổn thương người khác. Khi bị ai đó nói dối, con người ta thường có cảm giác hụt hẫng, thất vọng về người kia. Họ bị tổn hại sức khỏe tinh thần và đôi khi có thể có những hành động mất kiểm soát gây hại cho bản thân. 7. Nói dối sẽ bị coi thường. Khi phát hiện những lời nói dối, đối phương sẽ coi thường nửa kia của mình. Họ sẽ dần mất niềm tin, lạnh nhạt và xa lánh người kia. Tình yêu giữa họ chấm hết. 8. Nói dối gây nên mối thù. Khi tình cảm bị xúc phạm nặng nề, có thể gây nên mối căm hận.